Anh phải lên lên cái bút kèo này, em thấy lên cái bút anh nhiều tâm sự quá. Cái đoàn phim này nó phá dữ lắm. Dạ, đã thấy chưa, thấy chưa? Tụi nó phá, phá lắm. Dạ. Mà nhờ cái phim này tôi mới biết được tiếng ngái của anh Khả Như. Tiếng ngái? Ủa, nhái ở đây là con nhái hay là nhái giọng người khác thì ngái. À, ngáy, ngáy, ôi xời ơi. Ngái, ngái. Dạ, cái tông, tông gì vậy? Tông Soberano. Nói chung là nó ngái tới 4 bè đó. 4 bè? Trời ơi, người ta qua bè quảng 5, quảng 3. Người ta giờ bà này còn ngái quảng 4. Dạ. Không để... ai mà ngái được dày trường Khả Ngư. Dạ, dạ. Và nói chung là cái đoàn phim này rất là vui. À, nãy giờ nói cái vụ đói đói chứ thiệt sự nhiều khi quay cũng hơi lớn giận chút thôi, nhưng mà ăn uống thì rất là ngon, ăn ăn ngập mặt. Và hình như tôi có duyên với cái hãng phim này, chỉ mới có một năm thôi mà tôi làm tới 3 phim rồi. Sau cái Cua Lại Vợ Bầu hình như là anh em mình có duyên với nhau. Và đây cũng cảm ơn em, lúc nào cũng nghĩ đến anh. Và cảm ơn anh Giao đã giao cho Bụi Châu cái vai mà nào giờ rất là lạ. Lần đầu tiên Bụi Châu mặc vest trên mặt ảnh. Mà Bụi Châu thì ít khi nào mà nhận vai mà mặc vest lắm, thì rất là sợ. Nhưng mà cái phim này cái vai này quay ở trong lạnh không à, phòng lạnh không à, cho nên chỉ có mấy phân thôi, cho nên nhận. À, xin mời tất cả quý vị một hơi nữa xem phim và ủng hộ phim Nắng Ba Lời Hứa Của Cha. Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ca sĩ ưu tú Vũ Châu rất là nhiều ạ. À. Mọi người vui vẻ thôi. Nó đang có quyền cho tao. Có con nhỏ. Nè. Cái viết rửa tay. Tập. Rồi trả cho anh cái hồ khó của mày. Mày rồi tao. Mày đâu có biết gì đâu. Mày qua đây mà đời. Mày chơi đây rồi. Em gái. Đâu quay? Đâu quay đó? Hả?